À, mẹ chị mới lấy ở đâu về nhỉ? Nó mẹ chị mới lấy về lắm. Mà cái cũ nhà chị ngon lắm. Cái này khoai chưa được. Khoai này khoai... có chua không nhỉ? Khoai 6 tháng mới đúng, khoai này 3 tháng. 3 tháng đó. Khoai đúng của nó là phải 6 tháng mới đúng. Đi đi, xong rồi ta lượn lại ra tí mình mà nó mua. Ừ, lấy đó. Muốn lật lên. Ta lấy mất ạ. Chứ mổ đi mổ mua được không có túi. Cầm theo. Cầm theo đi chị. Cái chỗ này dấu dấu. Dấu dấu gốc cây kìa. Gốc cây này. Ô, nhìn thấy. Ai mà tò mò mỗi cái chi đổ đổ hiện ra. Bà là chụp bà là nha. Giấu cái chi mổ bằng cái tả. Cái đường đi đường mà có bữa cái bà ăn trộm đó. Ăn trộm cao, giấu cái bồn cao vô chung. Cái cân kè chỗ nhà, nó đang lương á, cái bụi chỗ đấy. Cái mà bà đi qua, bà đang đi mà bà cầm cái rèm đó. Bà như bà tìm thấy. Không biết nó có ăn trộm cao mà giấu ở đây. Rất là bà. Anh chị ạ? Không, không biết cái thằng ăn trộm mà, không biết là ăn trộm cao nhà mô. Ừ, không một cân dừa ở cổng cổng ạ. Đó, bà tìm thấy. Cái bụi rậm 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 như cổng gì đang ấy. Ừ. Bà tìm mắt lắm. Thế ai lấy về? Lâu rồi chẳng nhớ. Chụp thì chụp được nhưng mà xem được ảnh. Bà cháu chưa? Nó sớm mà bà. Chú. Lại trở về không? Chở khoai thì cháu bảo cháu lại chở khoai về hả? Ý là thế. Vâng. Hết cảnh này đi di cư thôi. Lâu rồi. Cổng khép mà. Ta từ đêm quay phòng. Mua đúng ngoạn đấy. Thế là ăn ở đấy thật. Chắc cái đít. Thế nên nếu mà em mới đi xe sớm thì chắc là giờ cũng chả nãn là giờ mới biết đi xe đâu. Mấy tuổi biết đi xe? Chị á, chị mới biết đi xe quay kia có 2 năm mà. Xe máy mà. Ừ. Chị chưa đâu biết đi xe.